Ông Nguyễn Thành Lập, Mạnh Thường Quân, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình trao 318 phần gạo cho hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương. Phát biểu tại buổi phát gạo, ông Nguyễn Thành Lập muốn chia sẻ một phần khó khăn với hộ nghèo, cận nghèo, giúp các hộ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, nhất là những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, ông mong muốn các gia đình chí thú làm ăn và luôn chấp hành tốt những quy định ở địa phương. Để đồng viên chia sẻ với hộ nghèo, cận nghèo, ông Nguyễn Thành Lập, Mạnh Thường Quân, Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình đã trao 318 phần gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, mỗi phần 25 kg gạo, tổng số đợt hỗ trợ khoảng 8 tấn, trị giá trên 80 triệu đồng, do ông Nguyễn Thành Lập dẫn động các Mạnh Thường Quân, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.